Đây nha cả nhà ơi, em lại được khách cho phản hồi nữa rồi. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều nha. Tội nghiệp bà Hồng, bà ngồi bà quay bà cho phản hồi nè. Thì có rất nhiều chị em cho phản hồi, nhưng mà chị em nào cho em đăng thì em mới đăng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nè. Đó thì đây là phản hồi thực tế của khách sử dụng thuốc lột collagen hàng cao cấp bên nhà em nha mọi người. Thuốc không hôi, không hắc, không rác luôn. Lột ra mảng rất là to luôn nha cả nhà ơi. Chỉ cần cả nhà làm theo em hướng dẫn là được. Thoa thuốc lột để đúng thời gian rồi mình tắm rửa sạch sẽ, qua ngày hôm sau 12 đến 24 tiếng cho da nó dịu lại là mình lột, đảm bảo với cả nhà là không bị đỏ da, không bị rát gì hết luôn nha mọi người. Đó thì chỉ vừa lột xong là chỉ đặt tiếp 2 set nữa rồi mua ủng hộ em thêm dưỡng mày dưỡng mi nữa nghe cả nhà. Đó, rồi tiếp theo khách thứ hai, khách thứ ba nữa luôn nè. Đó, đây là Zalo của em, nhưng mà em xin phép được giấu tên khách nghe cả nhà ơi. Đó, bà nào thích soi á thì mấy bà vô soi giùm tôi cái, soi họ tôi cái ha. Quan trọng là mấy chị á, có được khách thương yêu giống như em không, cho phản hồi thực tế giống như em không cả nhà. Em thì á hả, hồi đó giờ không sống ảo nghe, em là sống thật chứ không sống ảo nha mọi người. Sản phẩm thực tế, khách cho phản hồi thực tế, chất lượng thì người ta thương, người ta sẽ ủng hộ em ha.